Chị Trinh ơi, được anh Long tặng hoa trên sân khấu thì chị thấy sao chị? Chị thấy rất là hạnh phúc đấy. Hạnh phúc bao với bao nhiêu cô gái đẹp mà chị được tặng hoa, chị thấy rất là hạnh phúc. Thôi chị lên xe đây nha. Thôi lên rồi, cái đậu đợi chị. Thích xe bọc thép. Đây này, đây né xe ra kìa. From the collection of the William Collins by the Rồi, bye bye chị. Đỗ Long hả? À, sô cô Đỗ Long hả? Có thể là gọi là amazing good job. Thì có thể là Long là càng lúc càng trưởng thành hơn trong giới thiết kế thời trang và luôn mang tới một cái sự đột phá, gọi là chưa bao giờ tìm thấy được cái sự giới hạn của bạn ấy. Trong mỗi năm, mỗi một bộ sưu tập của bạn là một cái sự vượt giới hạn của bản thân, và thời trang rất là hay, rất là đẹp, là tôn vinh lên nữ quyền cũng như tôn vinh lên nét đẹp phụ nữ rất là tuyệt vời. Tới một câu được không chị? Okay. Phim sắp tới đi chị nói về một cái xíu về cái phim sắp tới sắp phân chiếu của chị. À, phim sắp tới chị hả? Dạ, phim sắp tới của Kỳ thì đúng là một cái bộ phim rất là lâu rồi. Cứ chuẩn bị chọn ngày phát hành thì lại dịch, chọn ngày phát hành là dịch, nên là Kỳ đã xác định là sẽ qua năm, coi như một năm mới độ có những cái điều mới hơn, thì trong tháng 3 năm sau khi sẽ được ra mắt công chúng, hy vọng mọi người sẽ thấy được sự trở lại của Kỳ trong điện ảnh. Dạ rồi, cảm ơn em nha, cảm ơn em. Quay xe hoài không mà là nói đồn nữa đâu. Cảm ơn. Cảm ơn. Cho chị quay, chị mới nặng. Cho chị xin ra.